Xin chào 500 anh em, chúng ta cùng trở lại với nhịp đập thể thao của webthethao.vn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có những tin tức gì mới thì ngay sau đây chúng ta hãy cùng đi khám phá. Huấn luyện viên Paul King nhận lương khủng khi dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Khủng long Thanh Thúy chia sẻ sau khi nhận số áo ở câu lạc bộ mới. Cầu thủ câu lạc bộ Thang Quảng Ninh bị nợ lương, liệu có được FIFA và FIF Pro trợ cấp? Huấn luyện viên Manu Poking nhận lương khủng khi dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Vào ngày hôm nay 28 tháng 9, Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT đã chính thức bổ nhiệm tân huấn luyện viên trưởng là người cũ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là huấn luyện viên Manu Poking. Trước đó, huấn luyện viên Nishino đã bị sa thải sau chuỗi thành tích kém cỏi của đội tuyển Thái Lan tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Huấn luyện viên Poking có bản hợp đồng ngắn hạn kéo dài khoảng 4 tháng và sẽ dẫn dắt đội tuyển Thái Lan tham dự AFF Cup 2020. Trong thời gian này, nhiệm vụ của ông Poking sẽ là giúp đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020. Mức lương mà ông Poking nhận được trong thời gian này là 130.000 đô la Mỹ, tương đương với gần 3 tỷ đồng một tháng. Con số này cao gấp 4 lần so với những gì ông nhận được khi dẫn dắt câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại V-League 2021. Trước khi sang Việt Nam, ông Poking từng dẫn dắt nhiều câu lạc bộ ở Thái League như Army United, Suphanburi FC và Chu Bangkok. Ông cũng là trợ lý của đội tuyển quốc gia Thái Lan từ năm 2012 đến năm 2013. Câu lạc bộ Viettel không đồng ý để Hoàng Đức xuất ngoại. Câu lạc bộ Viettel đã chính thức lên tiếng về tương lai của tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức về việc xuất ngoại. Theo đó, lãnh đạo đội bóng áo lính cho biết họ không có chủ trương để tiền vệ 23 tuổi ra nước ngoài chơi bóng. Trước đó, câu lạc bộ Batam United đã chào mời với mức lương gần 8.000 bảng, khoảng 230 triệu đồng kèm đãi ngộ khác cho Hoàng Đức. Đương kim vô địch Thái League cũng sẵn sàng đáp ứng mọi điều kiện để thuyết phục Viettel nhà người. Tuy vậy, lãnh đạo Viettel không dễ gì để mất một trong những ngôi sao tiềm năng bậc nhất đội bóng. Hợp đồng giữa Hoàng Đức và Viettel vẫn còn thời hạn tới 2 năm. Trước đó, huấn luyện viên Park Hang-seo rất muốn cậu học trò cưng có cơ hội chơi bóng ở những nền bóng đá phát triển. Khủng long Thanh Thúy chia sẻ sau khi nhận số áo ở câu lạc bộ mới. Theo thông tin mới nhất, chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẽ khoác áo số 12 tại câu lạc bộ bóng chuyền PFU Blucas. Lần thứ 2 đến Nhật Bản thi đấu, Thanh Thúy đã có kinh nghiệm, hiểu biết về bóng chuyền Nhật Bản và bản thân tự tin hơn với khả năng hiện tại. Chủ công số 1 của Việt Nam chia sẻ: "Lần này sang Nhật Bản, tôi thấy tự tin hơn. Lần trước tôi còn khá rụt rè nên chưa thể hiện được nhiều. Tôi hy vọng có thể thành công ở đội bóng mới và chứng tỏ rằng các vận động viên Việt Nam đủ trình độ thi đấu ở các giải nước ngoài. Hiện tại, Thanh Thúy vẫn đang phải cách ly theo yêu cầu của Nhật Bản. Dự kiến vào đầu tháng 10 tới, cô sẽ có màn ra mắt câu lạc bộ PFU Blucas." Các đội bóng châu Á sạch bóng tại bán kết Futsal World Cup 2021. Cả năm đại diện của châu Á đều vượt qua vòng bảng Futsal World Cup 2021 với những kết quả ấn tượng. Tuy nhiên, sau vòng 1/8 chỉ còn Iran tiếp tục hành trình trên đất Litva. Đội bóng số 1 châu Á bước vào tứ kết với sự kỳ vọng lớn khi đối thủ của họ là ngựa ô Kazakhstan. Iran được đánh giá cao hơn nhiều đối thủ đến từ châu Âu. Tuy nhiên, đội bóng số 1 châu Á đã để thua ngược 2-3 trước Kazakhstan ở những phút cuối cùng và phải ngậm ngùi chia tay giải đấu. Đây là kết quả khá bất ngờ khi đội bóng số 1 của châu lục đông dân nhất có cơ hội để viết nên lịch sử sau khi giành vị trí thứ 3 ở World Cup 2016. Ở trận đấu còn lại, Bồ Đào Nha cũng có trận thắng khó tin với tỷ số 4-2 trước đội bóng số 1 thế giới là Tây Ban Nha và ghi danh vào bán kết của giải đấu. Theo lịch thi đấu, hai cặp đấu tại bán kết Futsal World Cup 2021 sẽ là cuộc đối đầu giữa Brazil gặp Argentina vào lúc 0 giờ ngày 30 tháng 9 và Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Kazakhstan vào lúc 0 giờ ngày 1 tháng 10. Những MC xinh đẹp thổi hồn vào bộ môn eSports. Nếu đã là fan cứng của các giải đấu eSports, chắc chắn bạn sẽ không thể không biết đến những MC vừa xinh đẹp, vừa tài năng này. Bên cạnh những trận tranh tài đỉnh cao, một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến cho khán giả không thể rời mắt khỏi các giải đấu chính là những bóng hồng MC xinh đẹp. Họ là những người thổi hồn vào chương trình, mang đến những thông tin thú vị cùng những phút giây thư giãn cho người xem. Sau đây, hãy cùng chúng tôi điểm mặt những nữ MC xinh đẹp đó nhé! Minh Nghi. Minh Nghi tên thật là Trần Nguyễn Minh Nghi, từng là một sinh viên của Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn. Cô sở hữu chất giọng nhẹ nhàng, truyền cảm, cùng gương mặt xinh xắn đáng yêu. Ngoài sở trường về MC, cô còn có sở thích chụp ảnh với chất giọng truyền cảm, khuôn mặt xinh xắn dễ thương và kiến thức về game không thua kém đứng mày râu nào. Minh Nghi đã tạo được ấn tượng mạnh, trở thành một trong những cái tên hot của làng game Việt Nam. Cô sở hữu một lượng fan lớn là các game thủ Liên Minh Huyền Thoại, thường xuyên theo dõi giải đấu VCS. Ngoài ra, Minh Nghi còn được người hâm mộ yêu quý vì có một chuyện tình ngọt ngào với Caster Bowman, gương mặt hot nhất của làng CS:GO Việt Nam. Mặc dù hiện tại Minh Nghi không còn làm MC cho VTV mà chuyển sang hoạt động với vai trò mới trong tựa game Liên Minh Tốc Chiến do VNG phát hành. Tuy nhiên, cô vẫn có được sức ảnh hưởng nhất định trong làng eSports Việt Nam.
Maidora. Maidora tên thật là Trương Vũ Quỳnh Mai, một hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội và cũng là một diễn viên trẻ chuyên trị những vai nữ sinh học đường. Sở hữu gương mặt xinh xắn, đáng yêu cùng vóc dáng cực chuẩn, đặc biệt quyến rũ trên người, cô càng được cộng đồng mạng quan tâm và theo dõi nhiều hơn. Đầu năm 2021, Maidora được biết đến với vai trò mới MC chính của VCS, giải đấu Liên minh Huyền thoại chuyên nghiệp, duy nhất dành riêng cho các đội tuyển Liên minh Huyền thoại ở Việt Nam. Trước đó, vị trí MC của VCS được giao cho người đẹp Minh Nhi suốt 8 năm liền. Vì vậy, sự thay thế của MC Maidora đã khiến người yêu thích giải đấu quy mô lớn này rất trông đợi vào sự thể hiện của cô nàng. Vũ Phương Thảo. Vũ Phương Thảo là cô gái quen thuộc với khán giả Liên Quân Mobile khi dẫn giải đấu trường danh vọng và hàng loạt bản tin Mega News. Không chỉ được biết đến qua những lần dẫn các giải đấu eSports, Phương Thảo còn thường xuyên xuất hiện trên các chương trình của VTV như Chuyện Đêm Muộn, Khoảnh Khắc Yêu Thương. Cô nàng MC có nụ cười tỏa nắng, thần thái kiêu sa cùng cách dẫn dắt khéo léo tự nhiên, nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả, đặc biệt là cộng đồng Liên Quân Mobile. Thậm chí, nhiều anh chàng còn thú nhận mình xem giải chỉ để ngắm MC Phương Thảo. Minh Anh. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, phong thái tự tin, Nguyễn Minh Anh sinh năm 1998 đang là một trong những nữ MC tạo được nhiều ấn tượng nhất của làng game Việt Nam. Cô từng đoạt danh hiệu quán quân The Next MC 2018, Miss Báo chí 2018. Từng xuất hiện trong đấu trường danh vọng, eSports TV, nữ MC thuyết phục được cả người xem lẫn những game thủ khó tính nhất bởi sự sắc sảo, nhanh nhẹn và lối dẫn thu hút, thông minh. Hiện tại, cô đang là MC giải đấu trường sinh tồn của tựa game Free Fire. Ngoài ra, Chirik còn là MC thể thao cho chương trình On Sport. Trang cá nhân của Minh Anh hiện có gần 58.000 người theo dõi. Mộc Miên. Fan cứng của làng PUBG Mobile Việt Nam chắc chắn đều biết đến cái tên Mộc Miên, tên thật là Nguyễn Quỳnh Anh. Nữ MC sinh năm 1998 xuất hiện trong hầu hết các giải đấu lớn nhỏ của PUBG Mobile kể từ năm 2018 tới nay như PUBG Mobile Club, Open for Split Việt Nam 2019, PUBG Mobile Pro League 2020. Thừa nhận rằng mình không có khả năng chơi PUBG, nhưng cô nàng lại gây ấn tượng với khán giả bởi ngoại hình xinh đẹp, ngọt ngào và kỹ năng truyền môn tốt. Ngoài làm MC eSports, Chinix còn đảm nhiệm vai trò MC cho nhiều chương trình đình đám trên sóng quốc gia, VTV Channel, V Việt Nam. Ngoài ra, Mộc Miên có xuất hiện trên các chương trình truyền hình danh tiếng như Dặm Dải Đất Nước, Nét Đẹp Dân Gian, Vì Trẻ Em. Trúc Anh. MC Trúc Anh với kinh nghiệm làm MC tại giải bóng rổ chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam VBA cùng các sự kiện thể thao đình đám khác, hứa hẹn sẽ dễ dàng làm chủ sân khấu tại đấu trường chuyên nghiệp Liên minh Huyền thoại tốc chiến. Sở hữu gương mặt ưa nhìn với chiều cao ấn tượng 1m72 cùng nụ cười tỏa nắng. Sự xuất hiện của Trúc Anh với vai trò MC khiến cho giải đấu mới ra mắt này nhận được rất nhiều sự chú ý và tò mò của khán giả eSports. Bảo Hằng, bóng hồng mới của làng Liên Quân Mobile, Hà Lương Bảo Hằng là nữ MC của đấu trường danh vọng mùa đông 2020. Ít ai biết được, cô từng là người đẹp du lịch ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Bảo Hằng đã thử sức ở rất nhiều lĩnh vực khác như MC, diễn giả, model. Cô giành được kha khá thành tựu như thí sinh được yêu thích nhất trong khuôn khổ cuộc thi Liên hoan phim quốc tế Hàn Trung năm 2019 tại Hàn Quốc, top 8 én vàng 2019. Không như những nữ MC trên, Bảo Hằng có một cuộc sống khá kín tiếng, trang cá nhân cũng không thường xuyên cập nhật ảnh. Cô có gu ăn mặc giản dị, không cầu kỳ và ngoại hình xinh xắn dễ thương. Đảm nhiệm vị trí MC tại đấu trường danh vọng mùa đông 2020 thay cho Vũ Phương Thảo, Bảo Hằng gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng Liên Quân Mobile vì giọng nói chưa tốt. Câu lạc bộ Than Quảng Ninh đã tuyên bố tạm dừng hoạt động trong vòng 1 năm vì vấn đề tài chính. Một số cầu thủ nhận được thanh lý hợp đồng để tìm kiếm bến đỗ khác. Tuy nhiên, họ vẫn bị nợ lương 4 tháng qua cùng với các khoản phí lót tay, tiền thưởng từ các mùa trước chưa được giải quyết. Theo chủ tịch câu lạc bộ Than Quảng Ninh Phạm Mạnh Hùng, đội bóng đang nợ cầu thủ số tiền khoảng từ 60 đến 70 tỷ đồng và không có khả năng để chi trả. Các bên có liên quan vẫn chưa có giải pháp để giải quyết vấn đề này cho các cầu thủ. Trong bối cảnh đó, nhiều cầu thủ đã phải tìm các giải pháp khác nhau để mưu sinh. Có người tìm được đội bóng mới, có người phải tìm kiếm tạm thời công việc khác để trang trải cuộc sống thời điểm này trước khi có phán quyết cuối cùng từ đội bóng. Hiện tại, số phận của câu lạc bộ Than Quảng Ninh chưa được quyết định nên các cầu thủ đang trong chế độ chờ. Tuy nhiên, nguy cơ bị mất trắng có thể hiện hiện. Không chỉ Than Quảng Ninh, hàng loạt câu lạc bộ trên toàn thế giới rơi vào cảnh điêu đứng vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trước đó, rất nhiều câu lạc bộ phá sản đã đẩy cầu thủ vào tình cảnh khó khăn. Để hỗ trợ tài chính cho những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp không có khả năng lấy lại tiền lương mà câu lạc bộ chưa trả, FIFA và Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới đã thành lập một quỹ có tên là Quỹ FIFA dành cho các cầu thủ bóng đá.
Theo đó, FIFA đã dành 16 triệu đô la Mỹ cho quỹ đến năm 2022, được phân bổ như sau: 3 triệu đô la Mỹ vào năm 2020, 4 triệu đô la Mỹ vào năm 2021 và 4 triệu đô la Mỹ vào năm 2022. Cộng thêm 5 triệu đô la Mỹ nữa được dành cho việc hồi tố bảo vệ tiền lương của cầu thủ trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2015 đến tháng 6 năm 2020. Một số báo cáo gần đây bao gồm báo cáo việc làm toàn cầu năm 2016 của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới. Điều kiện làm việc trong bóng đá chuyên nghiệp đã chứng minh việc ngày càng tăng các trường hợp các cầu thủ trên khắp thế giới không được trả lương. Vào năm 2019, FIFA đã sửa đổi bộ luật kỷ luật nhằm xử lý việc không trả lương cho cầu thủ, đặc biệt là trong các tình huống người thừa kế thể thao của các câu lạc bộ con nợ, tức là các câu lạc bộ mới được thành lập với mục đích chính là tránh trả lương đã quá hạn cho cầu thủ. Thỏa thuận dự kiến thành lập một ủy ban giám sát bao gồm các đại diện của FIFA và Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp trên thế giới để xử lý, đánh giá và hành động, mặc dù các khoản hỗ trợ này không bao gồm toàn bộ số tiền lương còn nợ của các cầu thủ, quỹ này sẽ cung cấp một mạng lưới an toàn quan trọng. Mới đây, một cầu thủ đã chia tay câu lạc bộ Quảng Ninh cho biết chưa từng nghe nói đến chuyện có thể nhận tiền hỗ trợ từ FIFA. Sự hạn chế về ngoại ngữ và kiến thức pháp lý về thể thao là nguyên nhân khiến cho các cầu thủ nói chung và các cầu thủ câu lạc bộ Quảng Ninh nói riêng phải chịu nhiều thiệt thòi. Khoảng 675.000 đô la Mỹ đã được FIFA phân bổ cho các trường hợp ở châu Á, nhiều thứ hai thế giới. Trong số này, Malaysia dẫn đầu châu lục về số hồ sơ xin hỗ trợ được xét duyệt, nằm trong nhóm 10 quốc gia có liên đoàn bóng đá phải giải quyết tình trạng câu lạc bộ nợ lương cầu thủ. Nếu cầu thủ không thể nhận được số tiền nợ lương thông qua các tòa án hoặc hội đồng xét xử, thì có thể nộp đơn để được hưởng lợi từ quỹ FIFA. Quỹ được dùng để hỗ trợ cho các cầu thủ thuộc các trường hợp từ năm 2015. Bên cạnh đó, các cầu thủ nếu không thể thu hồi tiền lương từ câu lạc bộ sau quyết định của cơ quan tư pháp hoặc tòa án thì cần làm đơn yêu cầu bồi thường. Trong đơn yêu cầu bồi thường, các cầu thủ cần cung cấp tất cả tài liệu và bằng chứng có trong tay, chẳng hạn như bản sao hợp đồng lao động liên quan, quyết định của tòa án, bản tóm tắt tình hình của mình và thông tin về tình trạng của câu lạc bộ cũ. Về nguyên tắc, quyết định trợ cấp hoặc từ chối đơn đăng ký của cầu thủ sẽ được một ủy ban bao gồm các đại diện của FIFA và Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới đưa ra mỗi năm một lần. Hiện tại, bóng đá Việt Nam cần phải có một tổ chức đứng ra bảo vệ quyền lợi cho cầu thủ, đặt những lợi ích cơ bản của cầu thủ làm tôn chỉ hoạt động, đó chính là Hiệp hội Cầu thủ. Việc thành lập hiệp hội sẽ vừa giúp đảm bảo quyền lợi cho cầu thủ, đồng thời tránh xảy ra các vụ việc phức tạp, ngăn chặn nguy cơ xảy ra tranh chấp ngay từ đầu. Vừa rồi là những tin tức thể thao cũng như những câu chuyện bên lề mà Nhịp đập thể thao ngày hôm nay đã mang đến cho 500 anh em. Xin chào và hẹn gặp lại 500 anh em trong những bản tin tiếp theo.